Hello mấy anh em, mình là Han đây. Thì chủ đề của clip hôm nay nói về sự kiện đại chiến mùa hè và một số lưu ý khi mà dành cho mấy anh em server mới, đặc biệt là mấy anh em mới chơi và cũng một số mấy anh em server cũ nữa mà chưa chơi sự kiện này bao giờ, thì mấy anh em lưu ý qua. Thì đầu tiên khi mà vào trang sự kiện thì chúng ta sẽ thấy là ở cái giao diện đầu tiên là nó sẽ có cái phần ải khó, ải thường, ải cực hạn và phần càng quét. Thì vào ngày đầu sự kiện này nó tổ chức vào 9 ngày và cái ải này thường nó sẽ giai đoạn đầu một ải của nó đi là sẽ tốn rất nhiều hộ lực. Cho nên là giai đoạn đầu mấy anh em đừng càng quét vội. Mấy anh em đi hết cho mình mở cái khóa cho tới cực hạn rồi hãy tới càng quét. Ok, đó là cái lưu ý đầu tiên. Cái thứ hai thì trong phần thưởng. Thì trong cái phần thưởng này nó sẽ phân ra là ba loại điểm đổi. Nhấn mạnh như ba loại điểm đổi, sau này khi mà mấy anh em chơi sự kiện về sau á, nó chỉ hầu như là phân ra ba loại điểm đổi như thế này hoặc có thể là nhiều hơn. Thì lúc đầu thì ở trong đây các bạn ưu tiên trước nha, là tài vé tài nguyên trước. Đầu tiên ở trong đây là vé siêu tuyệt kỹ. Vé siêu tuyệt kỹ là một trong những cái mà mấy anh em ưu tiên đổi trước cho mình nha. Rồi tiếp theo là trong cái đó, món đồ này, so để món đồ mấy anh em hỏi mình là cái viên đá này sẽ có, anh em hỏi mình là cái viên đá này với lại trang bị thì cái nào là sẽ ưu tiên hơn. Rồi mình sẽ trả lời cái này, mình phân ra làm hai ý nha. Đối với server cũ thì cái việc bạn có trang bị vàng và các bạn có một trang bị là phẩm chất tấn công tốc độ thì đó là nó sẽ rất là ok nha. Mấy bạn đọc như là thuộc tính chính tấn công, thuộc tính phụ là tốc độ tăng công, tăng HP ngẫu nhiên. Những cái dòng chính bạn tấn công, server mới nếu mà lấy được này mấy anh em chơi khô máu nha. Đặc biệt server mới mấy anh em chơi khô máu mà để lấy được một cái trang bị vàng tấn công mà thêm một cái bộ là bộ móng vuốt và thanh lịch nữa thì thực sự rất là ok. Nhưng mà nói nha, đối với cái những cái thứ đó là cái viên đá bảy màu này nó sẽ giúp cho mấy anh em tăng cấp cái huy chương hiệu quả hơn. Tại vì nếu mấy anh em server mới bây giờ là khi mà chơi, những anh em nào mà đã một cấp 90 rồi, 90-100 rồi là đã mở full huy chương này rồi. Còn những anh em nào mà dưới chưa mở cái huy chương hoặc là chưa đi được nâng cấp huy chương được nhiều thì cái việc đá bảy màu này nó chưa hiệu quả. Thì cho nên là những anh em nào mà đã mở huy chương thường đó nha, thì mình khuyến khích là chọn cái đá thức tỉnh bảy màu này hơn. Tại vì cái đá thức tỉnh bảy màu này cái giá trị của nó cao hơn cái rương đồ này rất là nhiều. Tại vì cái rương đồ này là mở cái thuộc tính của nó là hên xui. Anh em hiểu nha, cái rương đồ này mở thuộc tính của nó là hên xui, cho nên để mà tính về giá trị á, thì cái viên này mua bằng kim cương nó sẽ rất là đắt nếu mà không có khuyến mãi nha. Đấy là về cái khu vui chơi. Còn về cái khu bãi cát này thì kiểu nào tài nguyên nó cũng sẽ dư. Cái khu bãi cát này là cái nguyên liệu đầu thì farm, mấy anh em farm kiểu nào nó cũng sẽ dư hết á, cho nên là mấy anh em cứ đổi hết trong đây là được. Còn về đối với cái nhà ăn thì vẫn ok, là vẫn là ưu tiên với đen trước cho mình, vẫn ưu tiên với đen trước và rương ấn ký level 5. Còn lại nếu mà còn dư thì đổi mấy cái sau. Thì đợt này là mấy bạn phải chơi sự kiện cho đủ, chứ không phải là chơi bao nhiêu hộ lực nha. Các bạn phải chơi sự kiện cho đủ để các bạn lấy những phần thưởng này. Tại vì nó không tính như mấy sự kiện khác là phải chơi ví dụ như 2.500 hộ lực là bạn sẽ nhận được phần thưởng hay là chơi bao nhiêu. Thì sự kiện này bạn phải chơi, mình không ước tính được cái hộ lực sẽ phải tốn bao nhiêu. Nhưng mà mấy bạn đổi đầu tiên là ấn 5 là một. Ấn 5 nè, vé đen nè, ở trên đây là đá bảy màu và cái gì vé đen. Mà lần này nha là game cho tới 4 vé phi tiêu nha, 4 vé phi tiêu nhưng mà chỉ có 2 vé đen thôi. Thực sự rất là ok nha, 4 vé phi tiêu là rất là ngon luôn đó, bằng cái gói mà mua kim cương của tháng luôn đó. Rồi ok, đây là tổng quan ba sự kiện của tiệc mùa hè. Thì mấy anh em lưu ý, đặc biệt là mấy anh em server mới, thôi là cái trang bị này chủ yếu là vần cái trang bị này, mấy anh em hơi lấn cấn về cái trang bị này, có nên đổi trang bị này hay là không thôi. Thì mình theo quan niệm của mình, nếu mà đi đường dài thì nên đổi viên đá bảy màu này. Đối với mấy anh em server mới new luôn nha, là new luôn là còn có tách mới chơi thì chỉ có dùng trang bị tím hoặc dùng đen, dùng trang bị lam thôi. Còn mà nếu mà mấy anh em muốn mạnh nhanh, ok, đồ khỏe nhanh thì mấy anh em dùng cái bộ đổi trang bị. Đó, cái này là phụ thuộc vào cái hướng chơi và cái lối định hướng của mấy anh em. Còn mà mấy cái kia thì đa số là những cái cơ bản rồi. Đổi những cái phần quà trong đây là đổi những cái cơ bản rồi. Đấy, đấy là sự kiện hộ lực. Bây giờ mình thấy là sự kiện hộ lực ra đầu tháng như thế này là khá là đúng, để cho mấy anh em có sự kiện đầu tháng và có nhiều việc để làm trong đầu tháng hơn. Lại chạy sự kiện. Rồi ok, thì ngồi ra thì có nhiều anh em hỏi là anh ơi, trong trường hợp mà thiếu thì sao, thiếu những nguyên liệu đổi thì sao. Thì mình nhớ không lầm thì tất cả cái sự kiện nó sẽ đều có cái phần gọi là cái phần quà.
thì nó sẽ có mua đây trong phần quà, nó sẽ có mua, mấy anh em mua những cái gói này mấy anh em nhận luôn nha, nhận cái nguyên liệu trong sự kiện luôn. Hình như là cái gói này là 50 kim cương thì mấy anh em sẽ, nếu mà dùng kim cương để mua để đổi lấy những vật phẩm trong sự kiện có. Đây bây giờ game nó mở hết ra, mấy anh em dùng mấy thứ này để mua. Đây là gương gì đây, gương su kỷ niệm mà, cái này là gì không biết. Rồi ok, đấy là thông tin của sự kiện tiệc đại chiến mùa hè, thì mấy anh em cần một số lưu ý như vậy để mấy anh em chơi sự kiện hiệu quả hơn và sử dụng cái học là cái học lực nó tốt hơn. Ok, cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày cuối tuần tốt lành.